Rồi, khi chúng ta nhìn con xe này thì sự có những từ ngữ miêu tả nó như form dáng hầm hố nè, máy cực kỳ là mạnh ha. Và con này là Ford Everest đời 2018 ha, nhập khẩu tại Thái Lan. Ô tô lăn bánh hiện tại của nó là 78.000 cây, xe có ngoại thất màu green rất là đẹp nha. Hôm nay sẽ lên sóng cho quý cô chú anh chị tham khảo cùng về con xe này xem nó có gì đặc biệt nha. Thì về phần đầu xe ha, chúng ta có thể thấy được mặt ca lăng mạ chrome nè, cực kỳ là đẹp luôn, làm nổi bật logo Ford ha. Thì từ 2018 đến giờ rồi nhưng mà đầu đèn vẫn còn rất là trong và trắng ha. Đó, một dãy đèn led cực kỳ là sáng nè. Theo em đánh giá nước sơn zin của con này phải trên 90% nha, rất là đẹp luôn. Và một điều nổi bật nữa không kém đó chính là về phần bộ mâm của con xe này, đây là mâm 20 inch nè, và cặp bổ con này còn rất là dày luôn, gần cả lóng tay của em luôn á cô chú anh chị ha. Thì con này mang cho mình khối động cơ là 2.0 V-turbo, sản sinh ra công suất và hiệu năng cực kỳ là cao ha, đồng thời đó xe rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thì tiếp theo là về phần nội thất xe ha, con này mang cho mình một bộ chạy công nghệ luôn, và vô lăng của nó tích hợp cái nút bấm nè, rất là tiện ích ha, đánh cực kỳ là nhẹ tay và đầm luôn đó. Xe được trang bị một màn hình điện tử tích hợp các ứng dụng thông minh như là Google Maps nè, điện thoại, điều hòa và âm thanh nha. Điều hòa con này được trang bị điều hòa tăng chỉnh tự động hay phần độc lập nè, và xe cái nút bấm vẫn còn độ nét các đường chỉ ha. Quý cô chú anh chị xem video đánh giá giúp em nha, có chế độ làm sửa ghế luôn nha. Xe được trang bị hệ thống lái an toàn ha, như là hệ thống cân bằng điện tử nè, điều chỉnh cầu, cruise control và các chức năng chạy địa hình khác nhau nha, cần số, thắng tay, con ngựa còn rất là chuẩn chỉnh nha, da yên nệm vẫn còn rất là tươi luôn đó, không khác gì xe mới luôn. Tắp bi cửa tay nắm vẫn còn rất là đẹp nha. Và xe này được trang bị thêm một cái điều chỉnh điều hòa nè ở hàng ghế sau, có cổng sạc 12V đó. Và con em cao 1m75 nhưng mà chỗ đế chân cực kỳ là rộng rãi và thoải mái luôn, xe rất là tâm lý khi trang bị thêm cho mình một bề đế tay nè, nó phục vụ đi đường xa cực kỳ là hợp lý ha. Và có một cái option rất là thú vị trên con xe này là cửa sổ trời toàn cảnh, tạo một không gian mở cho những người ngồi trong xe nha. Xe hiện đại không thể thiếu cúp điện. Cúp sau con này khá là rộng ha, có thể chứa lên đến 2 hoặc 3 cái vali và những túi xách nhỏ khác. Thì như là clip đã nói rồi, vì xe công nghệ nên là hàng ghế thứ ba cũng phải tăng chỉnh điện nha. Đây, rất là hiện đại luôn. Rồi, và một cái chế độ hiện đại nữa trên con xe này là cốp chống kẹt nha. Thì giá để sở hữu một con xe mang bầu trời công nghệ như thế này chỉ 8 đồng hơn thôi nha quý cô chú anh chị. Thì em là Phạm Huy từ chợ xe 362. Quý cô chú anh chị có nhu cầu cần tham khảo xe cứ tới trực tiếp showroom bên em ha. 362 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em.